Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cập nhật được phát trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 7 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão Vàm Cỏ nằm ngay trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất đạt cấp 8, cấp 9, tức là từ 60 đến 90 km/h, giật cấp 12. Dự báo trong 3 giờ tới, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 15 đến 20 km/h. Tại tỉnh Quảng Trị, tình hình bão số 13 lúc này như thế nào? Phóng viên Hoàng Hùng có cuộc phỏng vấn trực tiếp với ông Cao Văn Thành, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Trị. Xin được kết nối tín hiệu với phóng viên Hoàng Hùng. Vâng, xin chào biên tập viên, xin chào quý khán giả. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại trạm khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Trị, và trước khi cơn bão số 13 đổ bộ vào tỉnh Quảng Trị thì hiện tại chúng ta quan sát thấy thì gió đang rất lớn. Và để thông tin cụ thể hơn đến quý khán giả về tình hình của cơn bão số 13 thì chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Cao Văn Thân, giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Trị. Thưa ông Cao Văn Thân, thì xin ông hãy cho biết là cơn bão số 13 hiện tại đang có diễn biến như thế nào ạ? Vâng, trong 6 giờ qua thì cơn bão số 13 đã di chuyển đến vùng biển Quảng Trị và di chuyển chậm. Hiện nay thì cái vùng tâm bão thì đang ở sát cái vùng ven biển tỉnh Quảng Trị, và chúng tôi đã đo đạt được gió ở Cồn Cỏ đạt cấp 10, cuối cấp 10 và đầu cấp 11, giật cấp 13. Vùng ven biển thì có cái gió cấp 8, cấp 9 và giật cấp 11, cấp 12. Trong đất liền thì có cái gió mạnh cấp 7, cấp 8 và giật cấp 9, cấp 10. Và sóng biển ở Cồn Cỏ thì cao từ 6 đến 9 mét và biển động rất là dữ dội. Tình hình mưa thì trong đêm qua thì trên toàn khu vực tỉnh đã có cái mưa to đến rất to. Cụ thể là một số nơi như là Hải An, Cửa Việt và Cửa Tùng là có cái lượng mưa lớn hơn 100mm trong vòng 12 tiếng. Vâng, thông tin như vậy thì trước cái diễn biến phức tạp của cơn bão số 13 này thì về phía Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Trị sẽ có những cái khuyến cáo như thế nào đối với người dân ạ? Từ trưa đến chiều nay thì cái vị trí tâm bão di chuyển dọc cái ven biển và di chuyển chậm. Với cái tốc độ di chuyển như vậy thì cái gió mạnh ở trên toàn tỉnh tiếp tục có cái gió mạnh. Ở vùng ngoài biển thì có cái gió mạnh cấp 11, cấp 12 và giật cấp 13 đến cấp 14. Vùng ven biển thì có cái gió mạnh cấp 9, cấp 10 và giật cấp 11, cấp 12. Trong đất liền thì tiếp tục có cái gió mạnh cấp 7, cấp 8 và giật đến cấp 11. Và với cái cấp độ gió này thì rất nguy hiểm cho bà con nhân dân. Thì chúng tôi khuyến cáo là bà con nhân dân tuyệt đối là không rời khỏi nơi tránh trú bão. Và khi mà vùng tâm bão có thể đi qua thì xảy ra cái tình trạng lặng gió. Và sau 20 đến 30 phút thì gió sẽ đổi hướng lại và tiếp tục có cái gió mạnh. Do vậy thì phải bà con nhân dân tuyệt đối tuân thủ các cái chỉ đạo về phòng tránh thiên tai của các cái cơ quan phòng tránh thiên tai các cấp và chính quyền địa phương. Vâng, xin cảm ơn ông Cao Văn Thành và xin được trở lại với trường quay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Xin được cảm ơn phóng viên Hoàng Hùng với những thông tin rất cần thiết từ ông Cao Văn Thành, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Trị. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin chúng tôi vừa cập nhật thì đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, bão số 13 chưa gây thiệt hại về người và tài sản. Ngay bây giờ, phóng viên Thế An đã kết nối điện thoại được với Thượng tá Phan Văn Phương, chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện đảo Cồn Cỏ. Xin mời phóng viên Thế An. Thưa ông có thể cho biết là tình hình thời tiết ở huyện đảo Cồn Cỏ bây giờ thì như thế nào ạ? Hiện tại đảo Cồn Cỏ là có gió dân cấp 10, cấp 11 và có lúc là lên trên cấp 11. Còn là sóng là cao từ 5 đến 7 mét và mưa rất là to. Rồi hiện nay thì là quá cái 15 phút vừa rồi thì gió rất là mạnh rồi, nhưng mà giờ là nó có lắng và chuẩn bị gió tiếp theo. Còn là hiện nay thì quân và dân hiện đảo Cồn Cỏ thì đã vào điểm cao 37 được không, là trú ẩn từ 4 giờ 16 giờ 30 tối hôm qua, và hiện nay là đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Hiện nay là chưa có cái thiệt hại gì, cây cối thì cũng là đang mới có đồ những cái nhỏ thôi, bởi vì gió là chưa vào mạnh lắm. Còn là các cái mái tôn mà nó hỏng được thôi thì có một số cái tấm tôn bay, còn cây cổ thụ và tất cả các cái nhà kiên cố kia thì chưa ảnh hưởng gì. Trong thời gian tới thì cũng là nắm tình hình thời tiết để xem là bão khi bão tan thì sẽ có cái kế hoạch để cơ động đưa bà con về lại vị trí
khu gia đình số 1 và khu dân cư số 2. Và các đơn vị lực lượng vũ trang thì tiếp tục làm tốt công tác là thu dọn sau bão nếu như mà cứ thiệt hại nặng. Xin được cảm ơn ông. Xin cảm ơn phóng viên Thể An. Còn tình hình tại thị trấn Cửa Việt lúc này như thế nào? Phóng viên Bà Thuần đã kết nối phỏng vấn qua điện thoại với ông Nguyễn Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Cửa Việt huyện Gio Linh. Xin được mời phóng viên Bà Thuần. Thưa ông Nguyễn Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Cửa Việt, ông có thể cho biết lúc này thì bão số 13 đang diễn ra ở trên địa bàn vùng biển của mình như thế nào? Hiện nay là bão số 13 đang còn đi chuyển ngoài biển và hiện nay cấp gió khoảng là cấp 9. Trời thì mưa không to lắm, nhưng mà cái lượng nước cũng vừa phải. Ông có thể cho biết hiện nay thì nhiệm vụ trọng tâm của thị trấn đặt ra là như thế nào? Hiện nay thì tình hình đang còn mưa bão nên là để cho bớt gió thì ủy ban sẽ tập trung chỉ đạo các khu phố đi kiểm tra lại các nhà hộ dân có bị tốc mái, là cần phải về hỗ trợ gì không. Thì hiện tại gió đang to nên việc ủy ban cũng chưa tiến hành ra ngoài phía ngoài đường được. Vâng, rất cảm ơn ông. Còn tại huyện Hải Lăng, phóng viên Biên Cương đã kết nối điện thoại được với ông Dương Việt Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hải Lăng về tình hình bão số 13 trên địa bàn huyện. Xin được mời phóng viên Biên Cương. Xin chào ông Dương Việt Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hải Lăng. Thưa ông có thể cho biết cái tình hình thời tiết hiện tại tại huyện Hải Lăng là như thế nào không ạ? Thời tiết hiện tại tại địa bàn của huyện Hải Lăng là trời thì gió nhẹ mà không mưa. Từ lúc 2 giờ sáng là bắt đầu có gió mạnh ở trên địa bàn từ ven biển đến khắp huyện Hải Lăng. Đến lúc 4 giờ sáng thì bắt đầu gió trở lại. Trong thời gian bão số 13 đổ vào các cái tỉnh miền Trung thì tại huyện Hải Lăng đã có những cái thiệt hại ban đầu như thế nào? Tất cả khoảng 50% số xã là bị cúp điện từ lúc 2 giờ sáng. Số liệu thống kê bước đầu thì bây giờ chúng tôi đi kiểm tra được thì dọc tuyến cây, dọc các cái tuyến đường 582 đường về biển Hải An, Hải Khê thì có bị đổ ngã, và lực lượng chức năng của quân sự rồi lực lượng dân quân tự vệ của các xã đang dọn dẹp để thông tuyến. Về tình hình thiệt hại thì về người thì chưa có thông tin thiệt hại về người. Về nhà cửa theo sơ bộ nắm bắt thì cũng có một số nhà lợp mái tôn bật luôn ở cái vùng Hải An, Hải Khê rồi Hải Dương vì tốc mái, nhưng về tốc nhẹ thôi. Vâng, xin cảm ơn ông. Xin cảm ơn phóng viên Minh Cương. Thưa quý vị và các bạn, qua một số thông tin cập nhật cho đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, bão số 13 chưa gây ra những thiệt hại về người và tài sản. Các ngành, các địa phương vẫn đang sẵn sàng cho công tác phòng chống bão và mưa lũ do hoàn lưu bão gây ra. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về bão số 13 và công tác ứng phó với bão trong các bản tin tiếp theo. Đến đây, bản tin cập nhật được phát trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.